tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có tổng chiều dài hơn 104 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài hơn 77 km, qua địa phận thành phố Tuyên Quang là 4,8 km, qua huyện Yên Sơn 16,74 km và huyện Hàm Yên 48,16 km. Để thi công tuyến đường có hơn 2.500 hộ dân nằm trong diện bồi thường giải phóng mặt bằng và di rời tái định cư với tổng diện tích đất là trên 650 ha. Với khối lượng công việc rất lớn, song được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đến nay Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công. Để dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ, ngay sau lễ khởi công ngày 21 tháng 10 năm 2023, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các cấp chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ dự án. Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn và nhiều thách thức. Ngoài cơ chế chính sách của nhà nước của tỉnh, thì một yếu tố có tính quyết định đó là phải có sự đồng thuận của người dân. Do vậy, các địa phương nơi có tuyến đường đi qua đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo đền bù giải phóng mặt bằng từ huyện đến cơ sở, đồng thời xây dựng quy chế hoạt động, thành lập tổ giúp việc, phân công các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phụ trách các xã thị trấn, đồng thời tổ chức họp với các thôn xóm có đường cao tốc đi qua, quán triệt các văn bản, giải thích và phân tích ý nghĩa của tuyến đường đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như góp phần quan trọng trong kết nối giao thương liên vùng, nên đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Trong quá trình giải phóng mặt bằng thì bước đầu thì cũng gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của vào cuộc của Đảng ủy cũng như chính quyền địa phương, cùng với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thì đã tuyên truyền vận động cho nhân dân thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng để công trình được thi công đảm bảo đúng tiến độ. Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua địa phận xã Tứ Quận có chiều dài trên 4 km thuộc 3 thôn là Khe Đảng, Đồng Trò và thôn Cây Nhãn. Với 176 hộ gia đình và 3 tổ chức trong diện giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích đất phải thu hồi là 723 thửa. Để đảm bảo công khai, minh bạch và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, các thôn có diện tích đất bị thu hồi để tiến hành hoàn thiện phương án trình hội đồng đền bù xem xét, công khai để chi trả tiền cho các hộ theo quy định. Nhờ linh hoạt sáng tạo nên các hộ trên địa bàn xã nằm trong diện phải giải tỏa đất ở và đất sản xuất đã đồng tình ủng hộ. Nên cũng suy nghĩ vì công trình của nhà nước và của chính phủ thì mình cũng chấp thuận theo và để cho công trình thi công nhanh chóng. Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang hiện đang triển khai giai đoạn 1 qua địa bàn huyện Yên Sơn, có tổng chiều dài hơn 16 km, thuộc địa phận 4 xã Nhữ Khê, Chân Sơn, Lang Quán và Tứ Quận, với hơn 623 hộ dân nằm trong diện bồi thường giải phóng mặt bằng và di rời tái định cư, với tổng diện tích đất phải thu hồi là trên 147 ha. Để công tác đền bù bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, huyện cũng xác định công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu được vai trò quan trọng của tuyến đường và lợi ích khi tuyến đường cao tốc mang lại, đều đồng thuận chấp nhận phương án đền bù, bàn giao đất để giải phóng mặt bằng. Đến nay đã có 164 hộ gia đình cá nhân đã nhận tiền bồi thường với số tiền gần 70 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay một số khu di dân tái định cư của dự án chưa hoàn thiện mặt bằng hoặc đã có mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng điện đường, cống thoát nước, nên người dân không thể di chuyển đến nơi ở mới, dẫn đến việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công còn gặp khó khăn. Gia đình tôi thì thuộc diện di rời để làm đường cao tốc, thì gia đình tôi cũng chấp hành nghiêm chỉnh rồi, lấy tiền đền bù từ năm ngoái, và năm nay thì cũng mong cho, cũng làm đơn rồi. Và mong trên
ban dự án ấy có mặt bằng nhanh để cho chúng tôi di dời nhà, để cho nó nhanh chóng thôi, làm nhà để cho nó ổn định đời sống. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Tuyên Quang, đến nay các địa phương đơn vị đã bàn giao mặt bằng thi công đạt gần 80% tiến độ. Dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 9 năm nay. Với quyết tâm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng gắn với việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư trên địa bàn. Các nhà thầu đã nhận mặt bằng, đang khẩn trương triển khai các thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh cũng đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2024, dự án được giao vốn hơn 2.280 tỷ đồng. Hiện tiến độ giải ngân đạt hơn 38% kế hoạch. Cũng xác định cái việc giải phóng mặt bằng, đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đấy, cũng đây cũng là nhiệm vụ để muốn công trình nhanh thì việc này phải đầu tiên. Thì đến thời điểm này thì trên địa bàn xã chúng tôi tổng số hơn 3 cây qua thì có 106 hộ là ảnh hưởng việc di rời nhà cửa, các công trình, vật kiến trúc cũng như đất đai. Thì đến nay cơ bản thì đã hoàn thành. Tổng số diện tích chúng tôi phải thu hồi là 24 ha/24 ha. Thì đến nay chúng tôi đã đạt được 97%. Đấy, chúng tôi chỉ còn khoảng cái số hộ còn lại đến bây giờ chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng là còn có 12 hộ. Nhưng trong 12 hộ này đến thời điểm này cũng đang trong giai đoạn đã hoàn thiện hồ sơ và đang công bố, chờ hết ngày công bố niên yết thì chúng tôi sẽ thực hiện việc chi trả và sẽ cố gắng vận động các hộ gia đình sẽ nhận tiền chi trả sớm nhất để bàn giao mặt bằng để cho nhà nước để thi công để đảm bảo tiến độ công trình. Sau khi có mặt bằng, Công ty Cổ phần Xây dựng Tập đoàn Cường Vĩnh Thi đã nhanh chóng triển khai thực hiện dự án. Với tinh thần khẩn trương, đơn vị đã tổ chức huy động các phương tiện, máy móc để thực hiện theo phương châm có mặt bằng tới đâu, thi công ngay đến đó. Hiện nhà thầu đang tích cực san ủi mặt bằng, đào đắp nền đường, thi công các hạng mục công trình thoát nước, hầm chui dân sinh. Được biết trên tuyến này, mặt bằng nhiều đoạn chưa liền mạch, ngắt quãng, một số đoạn mới tiếp nhận bàn giao mặt bằng. Do vậy rất khó khăn trong việc di chuyển máy móc thiết bị, vận chuyển vật liệu. Nên khi được bàn giao đoạn nào, đơn vị thi công đã nhanh chóng đưa thiết bị thi công triển khai ngay đoạn đó. Tinh thần của đơn vị bọn em thì cũng chỉ mong sao cho thời tiết nó ủng hộ thôi. Còn để mà tinh thần triển khai cho dự án thì anh em tập trung rất chi cao độ. Chỉ có bây giờ là thời tiết mà giảm mưa thì sẽ tập trung toàn bộ lực lượng máy móc thiết bị và nhân công, cán bộ, công nhân viên ở trên công trường để thực hiện ngày đêm để làm sao đưa dự án nó đẩy nhanh được cái tiến độ. Có mặt bằng nên gói thầu số 19 với chiều dài thi công 23 km đi qua địa phận các xã Chân Sơn, Lang Quán, Nhữ Khê, Mỹ Lâm, Kim Phú do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận. Trên tinh thần khẩn trương nhất, ngay sau khi có mặt bằng, đơn vị đã tổ chức huy động các phương tiện xe, máy để thực hiện theo phương châm có mặt bằng tới đâu, thi công ngay đến đó. Hiện nay, công ty đã huy động hàng trăm công nhân kỹ sư cùng máy móc thiết bị tập trung thực hiện san ủi mặt bằng, đào đắp nền đường, thực hiện các hạng mục cống thoát nước, hầm giao thông dân sinh. Trên các công trình trọng điểm của tỉnh, luôn quán triệt tinh thần của Thủ tướng Chính phủ. Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Trong mọi trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trở ngại, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án đồng tâm hiệp lực, chỉ bàn làm, không bàn lùi, quyết tâm cao nhất vượt qua mọi thách thức, đưa công trình về đích đúng kế hoạch. Nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn xác định đây là một trong những dự án rất trọng điểm. Cho nên là đã huy động rất nhiều về nhân lực, vật lực cũng như máy móc thiết bị phù hợp cho thi công của từng mũi để đáp ứng khi nào có mặt bằng đâu chúng tôi thi công như đấy. Với quyết tâm cao, tuy nhiên dự án được triển khai trong điều kiện vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng, cùng với thời tiết mưa nhiều kéo dài gây khó khăn cho việc thi công nền đường nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Sau đó nhiều giải pháp kỹ thuật đã được triển khai để khắc phục tình trạng này.
Tranh thủ những ngày nắng giáo, các đơn vị huy động máy móc thiết bị cỡ lớn cùng nhiều công nhân cán bộ kỹ thuật tổ chức thi công. Tập trung những nơi nhiều khả năng bị ngập trong mùa mưa, cầu cạn thuộc các điểm nút giao thông, cầu vượt dân sinh nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu. Hiện tại thời tiết đang vào thời tiết mùa mưa. Thì ngay khi trời nắng thì anh em công trường sẽ triển khai những liên tục 24/24 để đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đảm bảo cái yêu cầu chất lượng và tiến độ. Ngay từ đầu mùa mưa là chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo nhà thầu là phải thực hiện tốt cái công tác đảm bảo an toàn thi công, an toàn lao động trên công trường. Trong đó thì thứ nhất là về vấn đề an toàn trên công trường ấy, thì phải tập trung máy móc rồi theo dõi diễn biến của thời tiết rồi mưa gió để làm có những cái biện pháp mà ứng phó kịp thời. Đối với các cán bộ trực tiếp là phải hàng ngày hàng tuần phải theo dõi và bám sát cái việc đó và có ý kiến là nhắc nhở ngay đối với cái công tác triển khai thực hiện cái công tác đảm bảo an toàn trên công trường. Hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, từ đó góp phần quan trọng để dự án trọng điểm cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sớm hoàn thành và đi vào khai thác, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, tăng tính kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang nói riêng. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.